7 nguyên nhân thú vị khiến quân Mỹ thất bại ở Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi trải qua 4 năm đàm phán ở Paris, các bên tham chiến sẽ ký kết Hiệp ước Hòa bình vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Với Hiệp định Paris, khoảng 58.000 người Mỹ đã rời khỏi Việt Nam trong bộ dạng lấm đầy bụi đất. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam đã thắng lợi trong sự ngỡ ngàng của toàn thế giới. Rất nhiều người đến ngày nay vẫn chưa thực sự hiểu. Các nhà sử học, chính trị và quân sự đến nay vẫn không thể trả lời rõ ràng vấn đề này. Vậy đâu mới thực sự là nguyên nhân khiến Mỹ thất bại ở Việt Nam? Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu trong video ngay sau đây. Một, vũ điệu địa ngục rừng cây với tảng đá và những bụi cây biết nói. Có lẽ một trong những nỗi sợ lớn nhất của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam chính là rừng. Các binh sĩ Mỹ cho biết, chiến tranh Việt Nam là điệu nhảy disco địa ngục rừng cây. Dù phía lính Mỹ được trang bị những thiết bị tối tân, có ưu thế mang tính áp đảo về vũ khí và binh lực. Năm 1968, có đến trên 540.000 quân ở Việt Nam. Thế nhưng, chúng lại vẫn không thắng được lực lượng du kích Việt Nam. Với cách đánh du kích, quân giải phóng có thể xuất hiện từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào để tấn công phủ đầu quân đội Mỹ và rút lui một cách rất an toàn, trong khi đối phương còn đang ngơ ngác, hoang mang và chưa kịp ổn định trận địa. Dù được huấn luyện bài bản trước khi sang chiến trường Việt Nam, nhưng chiến thuật đánh du kích của phía Việt Nam đã khiến cho binh lính Mỹ hoang mang cực độ vì họ không biết khi nào sẽ bị tấn công và bị tấn công theo cách thức nào. Cho dù họ có những trang thiết bị tối tân nhất cũng không thể hóa giải được bài toán du kích của lực lượng bộ đội Cụ Hồ. Chúng không phân biệt được đâu là du kích, đâu là người dân. Họ không biết rằng liệu trận đấu tiếp theo của họ sẽ va phải vài cuộc đọ súng nhỏ lẻ hay là cả một đơn vị chính quy của ta. Chính vì những điều trên mà lính Mỹ luôn trong trạng thái ám ảnh tột độ, khiến họ căng thẳng bất kể ngày đêm khi phải đối đầu với một đối phương có lối đánh thiên biến vạn hóa và đầy mưu lược. Họ cảm thấy ở Việt Nam không nơi nào là an toàn. Không chỉ trong rừng mà những cuộc tấn công quy mô lớn của ta còn có thể diễn ra ngay trong lòng Sài Gòn hay nhiều thành phố lớn. Trong rừng, bụi cây nói tiếng Việt. Ngoài bờ suối, hòn đá nói tiếng Việt. Củ Chi, dưới lòng đất có tiếng Việt. Hà Nội năm 72, trên mây cũng có tiếng Việt nốt. Sau năm 75, nước Mỹ cũng nói tiếng Việt. Các bạn thân mến, trên đây là bài thơ nói đến một hội chứng tâm lý xảy ra ở rất nhiều các quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, hội chứng Việt Nam. Lính Mỹ ở Việt Nam phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm rình rập. Đó có thể chỉ là một cái cánh cửa, hòn đá, một chiếc xe bán bánh mì dạo hoặc bất cứ nơi nào có cây cối. Tảng đá biết đi, bụi cây biết nói là một trong những nỗi ám ảnh của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Đây là chiến thuật mà những người lính giải phóng ẩn mình vào khu vực rừng rậm rồi bất ngờ tập kích lính Mỹ. Ngoài ra, chiến thuật này còn được hiểu là sự tận dụng cây cối, động vật tài tình của binh lính Việt Nam nhằm tiêu hao sinh lực địch và khiến quân Mỹ và đồng minh phải sợ hãi. Một cựu chiến binh đã nói rằng, các bạn hãy tưởng tượng xem, khi bạn đã dành nhiều tháng trời để tập luyện, được cấp những thiết bị cá nhân trị giá hàng ngàn đô la, bạn là một đội quân chưa bao giờ thất bại, và rồi bạn được bay vòng quanh thế giới để đến một nơi mà một quả dừa có gắn ốc vít bôi nước tiểu sẵn sàng bay vào mặt bạn. Và rồi có một sự so sánh rất dễ thương ở đây. Đó là nếu phía Mỹ là lính dù, lính thủy đánh bộ, M113, bom napalm, chất độc da cam, B-52, F-111, UH-1, thì phía Việt Nam là binh nhất ong bắp cày, binh nhì hổ mang chúa, binh bét đỉa. Một cựu chiến binh đã nói, và thế quái nào, đội quân của Bắc Việt lại thắng đấy. Câu nói, tảng đá biết đi, bụi cây biết nói, cũng là cách miêu tả, cách ngụy trang của các chiến sĩ quân đội giải phóng quân với đầy lá cây trên lưng để đánh lừa địch, nên trong các ảnh như những bụi cây di động. Frederick Whitehurst là một binh lính Mỹ, từng chia sẻ rằng, khi đang chiến đấu, anh ấy tự nhiên phát hiện ra một bụi cây động đậy. Và tất cả lính Mỹ đều giận tóc gáy, thì họ phát hiện anh lính ấy mới 18 tuổi, và bị dập nát cả hai chân, đang bò bằng tay và không hề đầu hàng. Cũng một cựu binh lính khác chia sẻ rằng anh từng bắn vào một cô gái có đeo thắt lưng kiểu quân trang. Cô ấy giật nảy mình nhưng không ngã xuống. Anh bắn thêm 15 phát nhưng cô ấy không chết. Chỉ đến khi một quả đạn M79 được ném thẳng vào thì cô ấy mới chết hẳn.
và anh ta cảm thấy sợ hãi vì họ đã diệt đi một bụi cây và sẽ có hàng trăm, hàng ngàn bụi cây khác sẵn sàng lao vào họ. Cho dù lượng bom mà Mỹ thả xuống Việt Nam còn nhiều hơn sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai, theo số liệu thống kê do chính quân đội Mỹ công bố, thì số lượng bom được Mỹ ném xuống toàn Đông Dương trong suốt 9 năm tiến hành can thiệp quân sự trực tiếp vào khu vực này là vào khoảng 7,6 triệu tấn. Trong khi trong chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ chỉ dùng đến 2,5 triệu tấn. Vậy là số bom mà Mỹ sử dụng ở Đông Dương là một con số kỷ lục. Nó cao gấp 3,5 lần số lượng bom được Mỹ sử dụng trên toàn thế giới trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các tướng lĩnh Mỹ đã tự tin rằng số bom mà họ sử dụng ở Việt Nam có thể đưa đất nước ta về thời kỳ đồ đá. Thế nhưng, chúng đã hoàn toàn sai lầm. Thậm chí, việc này đã khiến số lượng thương vong của quân Mỹ và quân đồng minh lại tăng lên một cách ổn định. Cuộc chiến đã khiến tổng số lính Mỹ thương vong của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam là 365.157 quân. Trong số đó, có 58.168 người tử trận trong lúc giao tranh. Có 426 tư lệnh và sĩ quan chỉ huy, 37 người thuộc hàng cấp tướng, 1.875 người mất tích. Con số nêu trên mới chỉ tính binh lính Mỹ, còn số lượng công dân Mỹ tham gia vào các hoạt động phi quân sự, các nhà báo và đặc biệt là các điệp viên CIA của Mỹ bị thiệt mạng tại Việt Nam hiện vẫn là một ẩn số. 2. Tinh thần của lính Mỹ sụp đổ. Có thể nói, những gì diễn ra ở chiến trường Việt Nam đã khiến rất nhiều lính Mỹ sụp đổ tinh thần. Chính những điều này đã khiến quân lính Mỹ đào ngũ nhiều hơn trong bất cứ cuộc chiến nào trước và sau đó. Cassius Clay, một võ sĩ quyền anh hạng nặng nổi tiếng Mỹ, đã quy y đạo Hồi, đổi tên là Muhammad Ali, cũng muốn chạy trốn nghĩa vụ quân sự. Do đó, anh ta bị tước hết danh hiệu quán quân, bị cấm tham gia tất cả các giải đấu trên 3 năm. Trong năm 1967, đã có khoảng 47.000 thanh niên trốn đi lính. Nhưng đến khi cuộc chiến tranh leo thang ra cả Đông Dương, thì con số này là khoảng 89.000 người. Vào năm 1974, khi Tổng thống Ford đưa ra đề nghị đặc xá tất cả những lính đào ngũ và từ chối tham gia binh dịch, và kết quả là hơn 17.000 người tự thú. Theo số liệu thống kê, có khoảng 1/5 số lính Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam trong những năm 70 đã nghiện ma túy. Bên cạnh đó, những tổn thương về tâm lý ở họ còn biểu hiện rõ ràng là thường xuyên trong trạng thái lo lắng, căng thẳng. Đó là cái giá quá đắt mà nước Mỹ phải trả cho cuộc chiến định mệnh của chúng ở Việt Nam. Họ chơi ma túy, hút thuốc lá, chơi gái điếm, lấy đó làm liều thuốc giải tỏa căng thẳng nơi chiến trường Việt Nam. 3. Một cuộc chiến phỉ nghĩa. Vào tháng 5 năm 1965, Richard Stake, một quân nhân từng tốt nghiệp Học viện West Point danh tiếng, do biết được bản chất của cuộc chiến nên ông đã từ chối đi càn quét ở một làng tại Nam Việt Nam. Ông nói lý do là người Mỹ không đáng tốn sinh mạng bởi cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Trong năm 1965, có 3 quân nhân chuyên nghiệp từ chối sang Việt Nam chiến đấu với lý do Mỹ đang theo đuổi một cuộc chiến tranh vô đạo đức, không hợp lệ và phi nghĩa. Tuy phía Việt Nam tương đối yếu về mặt vật chất, nhưng ý chí chiến đấu và nghị lực mạnh hơn quân Mỹ. Nhân dân Việt Nam bước vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, còn quân Mỹ thì tiến hành chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Chính điều này đã khiến binh sĩ, quân Mỹ và nhân dân Mỹ không có tinh thần chiến đấu như đã nói ở trên. Trong chiến tranh Việt Nam, dường như phía Mỹ đã không để ý đến việc có rất nhiều dân thường bị thiệt mạng và sự phá hoại không cần thiết do chiến tranh gây ra. Điều này đã gây ảnh hưởng chính trị tiêu cực. 4. Chiến tranh nhân dân. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh của toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn dân ta đã cùng nhau đồng lòng ủng hộ lực lượng du kích, từ miền xuôi đến miền núi xa xôi đều chung tay cung cấp thức ăn, tin tức tình báo, nhân công và sức lao động cho họ. Hayek Wolf đã từng cho rằng lực lượng du kích và nhân dân như cá với nước là yếu tố quyết định thắng lợi. Trong suốt hành trình 30 năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ, từ năm 1945 đến năm 1975, nông dân Việt Nam cùng nhau đã xây dựng buôn làng, thôn ấp chiến đấu, biến mỗi làng xã thành một pháo đài tiến công quân xâm lược. Toàn dân cùng phát huy cao độ truyền thống, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Những người nông dân cũng chiến đấu là điều khiến cho các nước nhìn vào ngưỡng mộ. Họ vừa đánh giặc, vừa cày ruộng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa xây dựng,
vừa bảo vệ quê hương. Một tù binh Pháp bị bắt ở kẻ sặt, Trung úy Jacques Remy đã kể lại rằng: "Ngay từ lần đầu tiên đi qua với quân đội Việt Nam, tôi thấy nhân dân tươi cười phấn khởi khi bộ đội đi qua. Tuy trận chiến vẫn tiếp diễn, nhưng trên đường đi, nhân dân ra khỏi nơi trú ẩn, nói chuyện, cổ vũ những người lính dẫn tôi đi. Buổi chiều trong một làng bị pháo binh bắn phá và ở làng bên còn bị cháy vì napalm. Một nông dân già nói với tôi về cuộc kháng chiến, về chính sách khoan hồng. Ông làm tôi yên tâm về số phận của tôi. Ông nói về nhân dân Pháp, về Henri Martin. Ông chỉ cho tôi ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kính cẩn nói về con người vĩ đại. Tôi sống 15 ngày ở tỉnh Hưng Yên cùng với nhân dân. Tôi đi qua các làng ban ngày, ban đêm. Hoạt động về đêm thật là tuyệt vời. Không cần giải thích, chỉ quan sát thôi. Tôi đã tin rằng cuộc kháng chiến thực sự là của nhân dân. Nó đáp ứng nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không thể giành thắng lợi trước những thực dân, đế quốc bằng một cuộc chiến tranh quy ước. Cuộc chiến tranh ấy không thể chỉ dựa vào lực lượng quân đội và dốc toàn lực vào một số trận sống mái với kẻ thù được." 5. Đội quân chuyên nghiệp và nghiệp dư. Có lẽ không cần phải nói nhiều nữa, chúng ta có thể khẳng định rằng sự chuẩn bị chiến tranh trong những rừng cây của binh sĩ quân đội Việt Nam mạnh hơn nhiều so với quân Mỹ. Chúng ta không nói các sĩ quan Mỹ và lính Mỹ trước khi sang Việt Nam được đào tạo không chuyên nghiệp, mà ở đây chân dung lịch sử muốn nói rằng những sĩ quan Mỹ ấy chỉ giống như người thầy giáo toán học lý tưởng hóa. Họ chỉ là người chơi, muốn làm tướng cho dù mạo hiểm tính mạng. Họ chỉ muốn làm tiểu đoàn trưởng 6 tháng ở Việt Nam. Hiểu đơn giản là họ làm chỉ vì muốn lên chức. Còn ở Việt Nam, thậm chí có những người đã làm tiểu đoàn trưởng 15 năm, nhưng họ vẫn hết mình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Thứ mà các sĩ quan Việt Nam cần khi ấy không phải là vì chức vụ, họ làm vì chính nghĩa, vì nhân văn. 6. Thái độ phản chiến và hoạt động biểu tình của xã hội Mỹ. Đây là yếu tố không thể không nhắc đến, bởi trong lịch sử nước Mỹ đã từng có những cuộc phản chiến chống chiến tranh, nhưng chỉ ở mức độ nhỏ, lẻ, tự phát. Riêng chỉ có phong trào phản chiến ở chiến tranh Việt Nam đã trở thành phong trào rầm rộ và tác động sâu sắc và lâu dài đến xã hội Mỹ. Các hoạt động biểu tình, đào ngũ, chống lệnh diễn ra ngày càng nhiều làm chấn động nước Mỹ. Vào tháng 10 năm 1967 tại Washington, tháng 8 năm 1968 tại Chicago, đã có khoảng 10 vạn thanh niên phản chiến đã cùng phản đối. John Lennon đã sáng tác ca khúc phản chiến "Hãy cho hòa bình một cơ hội". Từ thanh niên, binh lính, sĩ quan, phụ nữ, trẻ em, giới văn nghệ sĩ, tất cả đều tham gia trong các hoạt động phản đối chiến tranh ở Việt Nam của chính quyền. Trong đợt đấu tranh mùa thu, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 1967, đã lôi cuốn khoảng 3,5 triệu người cùng tham gia. Sang đến năm 1968, ở Mỹ xuất hiện nhiều hình thức đấu tranh mới, đó là ngày ngừng hoạt động. Việc này đã làm tê liệt nhiều hoạt động ở nhiều thành phố của Mỹ. Các cựu binh sĩ sang Việt Nam chiến đấu là những người thấu hiểu nhất cái khổ của hội chứng Việt Nam, khiến cho hàng nghìn người tự sát hoặc mang ám ảnh đến cuối đời. Các phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ được coi là cuộc đấu tranh để chấm dứt chiến tranh, một cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử nhân loại, thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân tiến bộ Mỹ cũng như nhân dân các nước trên thế giới. 7. Viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô. Nếu như nói Trung Quốc chủ yếu cung cấp viện trợ kinh tế và nhân lực, thì Liên Xô cung cấp vũ khí, trang bị tiên tiến nhất cho Việt Nam. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, Liên Xô viện trợ khoảng 8-15 tỷ đô la. Theo thống kê hiện nay, chi tiêu chiến tranh của quân Mỹ trên 1.000 tỷ đô la. Ngoài vũ khí trang bị, Liên Xô còn cử chuyên gia quân sự tới Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi 7 nguyên nhân thú vị khiến quân Mỹ thất bại ở Việt Nam. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.